Thưa quý vị và các bạn, khi mới tái lập tỉnh, hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên chưa hoàn chỉnh, vừa thiếu trường, thiếu lớp, vừa thiếu giáo viên và thiết bị dạy học. Thế nhưng sau 25 năm, với sự quan tâm đầu tư từ tỉnh đến huyện, cơ sở vật chất giáo dục không chỉ thay da đổi thịt mà chất lượng dạy và học cũng ngày càng được nâng cao. Năm 1997, khi mới tái lập tỉnh, toàn tỉnh có 139 trường mầm non, 161 trường tiểu học, 162 trường trung học cơ sở, 16 trường trung học phổ thông, 7 trường bổ túc văn hóa và 8 trường chuyên nghiệp. Đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng đủ yêu cầu, thiếu giáo viên giỏi, tỷ lệ giáo viên chưa đạt chuẩn cao, tình trạng dạy trái môn, trái cấp khá phổ biến. Chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn còn hạn chế, cơ sở vật chất trong nhà trường nghèo nàn thiếu thốn, phương tiện dạy và học còn lạc hậu. Tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng thấp. Xác định giáo dục là nền tảng để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương đất nước. 25 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên luôn đặc biệt quan tâm sự nghiệp giáo dục đào tạo. Mọi nguồn lực từ ngân sách đến vốn xã hội hóa được huy động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học ở các nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đến nay toàn tỉnh có gần 10.000 phòng học, trong đó phòng học kiên cố cao tầng là trên 9.300 phòng. Hiện có 403 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Năm 2017, Hưng Yên là tỉnh thứ 8 của cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Hàng năm, tỷ lệ học sinh tỉnh Hưng Yên tốt nghiệp trung học phổ thông luôn ngang bằng hoặc cao hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước. Trung bình hàng năm, có trên 54% thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đỗ đại học, trong đó có nhiều em đỗ thủ khoa, tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia luôn vượt chỉ tiêu đề ra. Tỉnh Hưng Yên có một học sinh đạt huy chương đồng Olympic hóa học năm 2009, một học sinh đạt huy chương bạc Olympic tin học châu Á Thái Bình Dương năm 2020. Năm 2019, cô giáo Trần Thị Thúy ở trường trung học phổ thông Đức Hợp lọt top 50 giáo viên toàn cầu.